Thời gian qua, Bà Rịa Vũng Tàu tập trung xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác định. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 25.700 người dân tộc thiểu số, gồm Chơ Ro, Hoa, Nùng, Khmer, Mường, Tày, Thái, Chăm, Hơ Mông sinh sống, tập trung chủ yếu tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền. Đặc biệt là đồng bào dân tộc Chơ Ro hiện có hơn 8.000 người, với những phong tục lễ hội riêng mang đậm bản sắc dân tộc. Với sự quan tâm và định hướng của chính quyền, cùng sự chung tay của các doanh nghiệp, sự đồng hành của người dân, các mô hình du lịch như du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm gắn với thưởng thức, trải nghiệm các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đã và đang mang đến những trải nghiệm quen mà lạ cho du khách tại Bà Rịa Vũng Tàu trong bức tranh du lịch đặc sắc bản địa. Các loại hình du lịch mới này đã được ghi nhận và du khách khi đến với Bà Rịa Vũng Tàu có cảm giác thích thú. Cái khu thiên nhiên này thì rất là mát mẻ và mọi thứ thì nó rất là thiên nhiên. Ở đây thì người ta trồng rất là nhiều cái loại cây gỗ khác nhau, cây gỗ quý cũng có. Đó, rồi những cái ngôi nhà sàn thì ở chung quanh thì rất là nhiều cây cối. Nó tạo cái cảm giác rất là thoải mái khi mà mình nghỉ ngơi ở đây. Đúng nghĩa là mình được nghỉ dưỡng. Đó, cái không khí thì nó trong lành, mát mẻ và đặc biệt là rất là yên tĩnh. Nhưng mà khi chọn khu du lịch Suối Rau này thì để đến đó, thì hướng tới một khu du lịch sinh thái trong lành và nhiều cây xanh. Gia đình được thư giãn, các cháu cũng có hồ bơi, rất là thích thú. Còn các mẹ thì tham quan. Những khu du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nông nghiệp không chỉ góp phần tạo ra thêm nhiều sản phẩm hơn cho du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, vốn đang thiếu các loại hình vui chơi, giải trí, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn, qua đó nâng cao đời sống của người dân tại khu vực nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Vừa qua thì địa phương rồi huyện rồi cũng có tới vận động tham gia cái mô hình du lịch cộng đồng, thì gia đình thì nói chung là cũng có làm sẵn một số rồi để chờ coi thử cái, nếu mà được sắp tới thì mình sẽ tiến triển làm thêm cho nó đẹp hơn tí nữa. Vườn nhà măng cục là chính, có thêm sầu riêng với bồn bon, nhưng mà ở đây là trái cây sạch, không có sử dụng thuốc rồi. Thì hiện tại bây giờ thì gia đình cũng sẵn sàng, nếu mà đến vụ trái cây thì sẽ sẵn sàng đón khách tới để tham quan rồi bán trái cây của nhà vườn. Với cái tiềm năng du lịch của Châu Đức mở ra rất là lớn, chủ yếu là sẽ phát triển về du lịch sinh thái, du lịch thân thiện với môi trường và các cái hoạt động khảo cứu, nghiên cứu về hệ thực vật của Châu Đức và kết hợp với lại các cái trang trại nông nghiệp công nghệ cao, thì hy vọng là trong thời gian tới Châu Đức sẽ phát triển và sẽ thu hút được khách du lịch bốn phương về với Châu Đức và cũng thêm được một cái sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những mô hình du lịch sinh thái tại Bà Rịa Vũng Tàu gắn với thế mạnh sản xuất nông nghiệp của địa phương, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần hình thành và tạo được sức hút với du khách. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương là làm sao để giữ được những lợi thế vốn có này, cũng như có sự đầu tư, khai thác hợp lý để đảm bảo được yêu cầu, vừa phát triển, vừa giữ được sự đa dạng sinh học, đảm bảo phát triển bền vững.
khi mà mình ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao thì nó rất gần với những cái sản phẩm sạch, sản phẩm có thương hiệu và sản phẩm được truy xuất nguồn gốc, thì từ đó cái người dân, kể cả là khách du lịch, người ta cũng sẽ rất là thích thú và trải nghiệm mô hình này. Khi mà phát huy phát triển các du lịch trang trại, các du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phải làm sao đảm bảo cảnh quan môi trường, không phá vỡ cảnh quan môi trường, và đặc biệt là để mọi người đến trải nghiệm để được hòa mình vào thiên nhiên. Đây là cái tiêu chí hết sức là quan trọng mà chúng tôi ưu tiên hàng đầu và quan tâm. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, miệt vườn đã và đang là mục tiêu hướng tới để đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với sự tham gia trực tiếp của con người, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, tăng cường thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trên cơ sở xác định các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm du lịch hỗ trợ dựa trên thế mạnh của từng địa phương để xây dựng chiến lược phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách bền vững.